Lời đầu tiên cho phép Chân Phương gửi lời chào thân thương và gửi lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể quý anh chị em. Trong video hôm nay, Chân Phương xin phép gửi đến toàn thể quý anh chị em một sản phẩm công nghệ giáo dục có ý nghĩa với tất cả mọi người, đó là thẻ học trực tuyến EduBay. Trong thời đại ngày nay, ai cũng biết ngành giáo dục và đào tạo nằm trong top 5 của các ngành. Hơn nữa, giáo dục và đào tạo cũng là con đường giúp con người chúng ta tiếp cận kịp thời những thông tin nhanh nhất, mới nhất để cập nhật và làm giàu tri thức và năng lực sáng tạo của chúng ta. Xin hời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Với người, trẻ em là tương lai của đất nước, dân tộc và thế giới. Và ngài Mác Lênin cũng có câu: học, học nữa, học mãi. Vâng, học để làm việc, học để phụng sự đoàn thể nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Bắt kịp xu thế đó, công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và phát triển EduBay đã sản xuất và phát hành thẻ học trực tuyến. Ước mong tất cả mọi người có đủ phương tiện và kiến thức học tập trong thời điểm này. Đồng thời, gửi đến quý thầy cô giáo, quý phụ huynh chương trình thẻ học online trực tuyến EduBay. Kính mong tất cả quý anh chị em, đặc biệt là quý thầy cô giáo có phụ huynh học sinh, có nhiều người thân quen, có những bạn bè riêng, tất cả đều có con em đang đi học, thì có thể chia sẻ chương trình thẻ học trực tuyến EduBay lan tỏa đến tất cả mọi người để học và nghiên cứu. Để sử dụng thẻ học này rất đơn giản, quý anh chị em chỉ cần đăng nhập vào trang web edubay.asia, nhập ID và PAS là có thể chủ động cho việc học tập theo nhu cầu của mỗi người. Và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ giáo dục và phát triển EduBay tạo ra thẻ học trực tuyến nhằm hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo cung cấp các phương pháp học tập hiệu quả cho các con em chúng ta, từ các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Ngoài đối tượng là học sinh, sinh viên các cấp, EduBay còn hướng đến cộng đồng, tất cả những ai có nhu cầu học tập, người lớn tuổi, từ các ngành nghề khác nhau, vị trí khác nhau, để hướng đến một xã hội học tập toàn dân, có thể học trực tuyến theo thời đại hôm nay, công nghệ 4.0. Nhất là thời gian giãn cách xã hội này, được học trực tuyến là thuận tiện nhất. Với thẻ học trực tuyến này, người học được rất nhiều lợi ích, học mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị, có kết nối Internet. Với kho dữ liệu phong phú của EduBay, hơn 10.000 video, bài giảng của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, các giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, hơn 10.000 tài liệu có thể tải về, hơn 80.000 bộ đề thi trắc nghiệm theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả các tài liệu đều được phân loại theo từng chủ đề, từng cấp, từng lĩnh vực, và đặc biệt các em học sinh sau khi học xong mỗi chủ đề học đều có thể làm bài trắc nghiệm để tự kiểm tra năng lực của bản thân. Các bậc phụ huynh và giáo viên có thể giám sát đánh giá kết quả học sinh sau mỗi chủ đề. Các em học sinh có thể thư giãn với những trò chơi trí tuệ, kích thích khả năng sáng tạo của bản thân, còn nhiều lợi ích khác mà người dùng có thể học tập tại website edubay.asia. Ví dụ như có 5 loại ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nhật, Hàn, tiếng Trung, sinh trắc vân tay, nấu ăn, trang điểm, kỹ năng mềm, kỹ năng dạy con, âm nhạc, khiêu vũ, thể thao, kỹ thuật nhà nông, làm giàu, Phật giáo, y học, bác sĩ tại nhà, chăm sóc sức khỏe, an toàn giao thông đều có trong phần học online. Sản phẩm đào tạo là tập hợp những bài giảng của các giáo viên trường chuyên, giáo viên trình độ cao tại các trường đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia, các trường chuyên, các trường phổ thông chuyên địa bàn toàn quốc như Amsterdam, Lê Hồng Phong, trường Trần Đại Nghĩa. Các bài giảng được xây dựng công phu, sắp xếp theo chương trình học phổ thông dựa trên phân phối của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung bài giảng của các giảng viên giảng dạy giúp cho người học nắm vững kiến thức cơ bản, đúng trọng tâm và nâng cao. Dạy các bài tập luyện thi, truyền đạt, dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích. Quý thầy cô có thể tải các tài liệu để nghiên cứu và soạn giáo án.
đối với khối trung học phổ thông, văn, toán, anh, hóa, lý, luyện thi đại học, dạy đề khối AB. Đối với khối trung học cơ sở, các bài giảng từ lớp 6 đến lớp 9, văn, toán, tiếng Anh, luyện thi khối 10, dạy bộ đề văn, toán, hóa học. Đối với khối lớp 5, luyện thi môn toán, tiếng Việt. Với bộ môn ngoại ngữ, có tiếng Anh phổ thông, tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh cho trẻ em, tiếng Anh cho người lớn, do trực tiếp người bản địa và các giáo viên trường chuyên có uy tín giảng dạy như cô Giang Ly, cô Nguyễn Thị Thu Vân, cô Kim Nhật Trung, cô Hoàng Thùy Linh, cô Lê Thí Hằng, thầy Vũ Việt Tiến, vân vân. Học ngoại ngữ tại website edubay.asia, chủ yếu công ty muốn các bạn học viên có cơ hội luyện kỹ năng nghe và nói. Tin học hỗ trợ các học viên biết các kỹ năng sử dụng máy tính, học trực tiếp các bài giảng trong video, được các giảng viên hướng dẫn kiến thức sâu hơn, tin học cho văn phòng, Word, Excel, Photoshop, cài đặt phần mềm, vân vân. Kỹ năng mềm, tập hợp các bài giảng thuyết trình của các chuyên gia, diễn giả hàng đầu của Việt Nam và thế giới như thầy Trần Việt Quân, thầy Trần Đăng Khoa, thầy Nguyễn Duy Dư Cương. Kỹ năng sống, có cô Nguyễn Xuân Hương, Nguyễn Công Thái, thầy Lê Thận Dương, thầy Vương Hữu Hùng, thầy Quách Tuấn Khanh. Kỹ năng dạy con, thầy Nguyễn Hồng Lực, cô Đàm Lê Đức, thầy Thích Minh Quang, thầy Nguyễn Thành Nhân. Còn về phần game trí tuệ dành cho học sinh, có hơn 80 bộ đề thi trắc nghiệm theo chuẩn đề cục khảo thí và các cơ quan giáo dục và đào tạo, giúp cho học viên vô cùng thích thú, học mà chơi, chơi mà học, tha hồ khai thác kho tàng dữ liệu kiến thức phong phú, nhằm mang lại sự thư giãn thoải mái sau giờ làm việc, học tập căng thẳng. Như vậy, một gia đình các thế hệ có thể cùng một bằng học một thẻ với một chi phí cực hấp dẫn, chỉ có 1.370 đồng trên một ngày, tương đương 500.000 đồng trên một năm. Học các kiến thức có trong trang web trực tuyến Edubay, bắt kịp xu thế thời đại. Vâng, kính thưa quý anh chị em, qua phần chia sẻ của Trân Phương, chắc rằng quý anh chị em cũng đã hình thành lên kế hoạch học tập cho bản thân và con em trong gia đình rồi phải không? Với mục tiêu lan tỏa giá trị của thể học trực tuyến Edubay đến tất cả mọi người, công ty chúng tôi đang có chính sách quà tặng thể học cho quý anh chị em. Hãy truy cập vào trang web edubay.asia, vào phần đăng nhập ID, nhập ký hiệu từ H1 đến H9 và pass là số 1. Trong quá trình quý anh chị em trải nghiệm mà bị ao thì lần lượt đăng nhập lại các thứ tự, các ID trên. Công ty đang có 500 suất học giá ưu đại chỉ với hơn 900 đồng trên một ngày, tương đương 330.000 trên một năm. Và công ty cũng đang tìm kiếm thêm cộng tác viên, đại lý lan tỏa giá trị thể học trực tuyến. Nếu có anh chị em nào quan tâm và muốn sở hữu ngay thể học cho gia đình mình thì hãy liên hệ hotline, số điện thoại chăm sóc khách hàng của công ty để được tư vấn và hỗ trợ, hoặc liên hệ đến với người đã chia sẻ thông tin này cho quý anh chị em và để được nhận thông báo bổ ích của các bài đăng của công ty chúng tôi ở phần sau. Quý anh chị em đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để mọi người cùng được biết đến. Trân Phương xin chân thành cảm ơn và biết ơn quý anh chị em đã chịu đựng lắng nghe phần chia sẻ của Trân Phương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những chương trình sau.